Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, việc xác định khối lượng giao dịch được xem là bước quan trọng trong việc quản lý rủi ro, vì khối lượng sẽ quyết định bạn mất bao nhiêu tiền khi bạn thua và kiếm được bao nhiêu lợi nhuận khi bạn thắng. Việc xác định khối lượng nên dựa vào rủi ro mà trader chấp nhận thua lỗ. Đây là kiến thức cơ bản nhất mà khi trader cần nắm được khi quản lý giao dịch của mình. Trong video này, chúng ta mở rộng hơn một chút, đó là chúng ta sẽ xét tới 3 kỹ thuật quan trọng liên quan đến việc xác định khối lượng giao dịch phù hợp cho một chiến lược giao dịch. Kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu là khối lượng giao dịch cố định. Đây là kỹ thuật đơn giản nhất, trader chỉ cần xác định bản thân sẵn sàng giao dịch khối lượng bao nhiêu cho mỗi giao dịch thực hiện. Ví dụ, trader có 2.000 đô la trong tài khoản giao dịch và chỉ giao dịch các cặp tiền chính. Vậy thì trader cần lập ra một nguyên tắc, đó là sẽ không giao dịch hơn một lot tiêu chuẩn cho số vốn 2.000 đô trong bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, số lot này cũng được xác định dựa trên khẩu vị rủi ro và các nguyên tắc quản lý của các trader khác nhau. Cách thức xác định khối lượng này dựa vào việc tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật nhiều hơn là chiến lược giao dịch. Kỹ thuật tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu là khối lượng giao dịch dựa vào phần trăm tiền ký quỹ. Kỹ thuật xác định khối lượng này có cấu trúc hơn một chút, đặc biệt là đối với các day trader. Như các bạn biết, trong thời điểm thị trường biến động mạnh hơn là thời điểm tốt để giao dịch, vì khả năng sẽ kiếm được lợi nhuận tiềm năng hơn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần được xem xét giảm xuống để đảm bảo rủi ro trong mức chấp nhận được. Còn trong trường hợp biến động thấp, trader có thể cân nhắc gia tăng khối lượng giao dịch, vì lúc này dừng lỗ sẽ nhỏ hơn đi khá nhiều. Dựa vào mức độ biến động giá, trader có thể cân đối khối lượng giao dịch cho chiến lược sao cho phù hợp với điều kiện thị trường. Vâng, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong 3 kỹ thuật xác định khối lượng giao dịch khác nhau mà trader có thể áp dụng trong việc quản lý vốn, hy vọng sẽ giúp các bạn giao dịch hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công!